Mọi người đều đọc về kế hoạch chó của Sơn Hải Kinh, là dùng tâm làm CG, dùng chân làm trò chơi. Giới thiệu game MMORPG hôm nay, trò chơi lấy cảm hứng từ văn hóa Sơn Hải Kinh. Trong trò chơi, người chơi bắt đầu với một con thú. Ồ, không, là dị thú. Ăn thịt thành công sẽ tiến hóa, tăng sức chiến đấu. Tiến hóa thành cái gì thì tên dị thú. Toàn châu Âu,